Hello, em xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với video tiếp theo này của em. Hôm nay thì tiếp tục em chuyển máy xúc đến một cái công trình mới, đó là đi phá nhà ở phía đằng sau đây. Thì bây giờ mình sẽ đi vào để trước khi mà mình chuyển máy vào phá thì mình sẽ vào giới thiệu cho anh em một chút về các cái mà mình cần làm nha các bác nhé. Đó. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phía trong. Đây, mình sẽ đổi cho cái camera nó vào cái chỗ vô chữ ngực này. Lát nữa thì mình sẽ cũng vẫn sẽ để ở cái góc này để đi lại các bác nhé. Đấy thì bây giờ mình sẽ đi vào đây và đánh cho bác chủ nhà một cái gốc chanh này, với lại gốc sung, với lại gốc đinh lăng. Và chỗ này thì mình cho cái rác nó sạch gọn vào một chỗ, xong sau đó là cái xỉ là mình sẽ phá ở đây xuống để cho ô tô vào đây, để sau này lấy cái đằng trong này các bác nhé. Đây thì nó là một cái nhà bếp. Đây, một cái nhà bếp cũ. Đây có bồ lò này. Ở phía bên trong này thì là các bác ấy đã dỡ bờ lô, cũng như là đã dọn dẹp hết, lấy những cái phần gì mà cần lấy rồi. Đó, đây là cái bếp anh em nhé. Đây là cái bếp ga này, rồi thì bàn thái. Chỗ này là bồn rửa mặt này. Đó, thì cái chỗ này thì là vào đến đây là hết rồi. Đấy. Đó là sau nữa này. Đấy, vuông ra đây nữa, vuông ra đây. Thì ở những cái bên sườn này, phía bên này thì có một cái tường bờ rào như cái này, thì mình kéo cái bức tường của mình về đây thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái bờ rào bên kia. Đó, cái gạch này thì cũng bỏ đi anh em nhé. Đấy. Đó, cái cây này thì là sẽ không biết là có phải bỏ đi không, nhưng mà thấy xây theo kiểu như thế này thì khả năng cái cây này nó ở bên này rồi. Đấy, còn cái bãi bờ này mình sẽ cào vào hết và hạ nó xuống thấp bằng cái nền của cái dưới bếp dưới kia nhé các bác nhé. Đấy. Toàn bộ bên sườn này thì nó có một cái hành lang không, tức là trống không của cái mái kia. Ở bên kia là sẽ có nhà riêng, cho nên là như tất cả những cái mình phải úp vào trong đó. Đấy, bây giờ trước khi làm thì mình cũng vẫn phải đi để mình quan sát như thế này. Đây, như cái bức tường này, phía bên này là một cái nhà to ở bên này các bác nhé. Nhà to ở bên này thì cái bức tường này thì bây giờ là nó không liên kết với lại cái nhà này đâu, cho nên là mình có thể là mình du ra đây được. Tức là lát nữa mình sẽ vào để mình du thử xem là nó có nứt không. Đó. Ở phía bên trên này là người ta đã cắt cái sắt đi và đục bê tông đi rồi. Đó. Phía trên nó có một ít mái. Ok, bây giờ mình sẽ xuống để làm cái đoạn phần bên dưới. Đó. Sau này thì móng, vâng, để cháu đánh cây móng là sẽ đi ở bên ven này. Thì đây là có một cái bể cá, thì cái này để không động đến anh em nhé, chỉ làm ở phần bên kia mới lại cái phần trong thôi. Ok, bây giờ mình sẽ ra để mình ấy bớt cái này ra, xong sau đó là đánh gốc chanh nha. Lát nữa vào thì mình sẽ lên để mình phá cái kia. Công tác chuẩn bị nó cũng mất rất là nhiều thời gian đấy anh em ạ, chứ không phải là cứ đến nó làm nữa đâu. Nhiều khi lượng công việc nhìn thấy thật đấy, nhưng mà làm nó cũng rất là lâu. Cái này thì hôm qua mình mới lại làm lại cái quạt này, cho nên là bây giờ chưa đấu được mát đây này. Buộc mát vào đâu đây tạm nhá. Tạm mát vào đâu được. Mà thôi. Chưa ấy được. Vừa rồi thì mình vừa mới xuống máy ở đây, cho nên là máy của mình đã nổ ra trơn rồi. Đấy, buổi sáng dậy mình đã ra trơn, đã làm ấy hết rồi, cho nên là không cần phải ra trơn nữa. Ở đây là cái bờ rào anh em nhé. Đấy, quay ra đây cho anh em xem này. Đây đây. Đó là cái bờ rào này, mình du nó đổ đi thôi. Cái này sau này sẽ bỏ đi hết và làm lại mới hết. Đó, cây chanh này thì đặc biệt là sẽ đánh lại anh em nhé. Đánh để rồng. Mình sẽ cuốc một cái gầu thật to. Nó mắc mấy cái dây mồng tơi. Tôi này nó dính vào cái cây chanh. Chắc để ở bên ngoài được thôi. Cho vào đấy nó vào dưới nước. Cái này mình phải cho vào vuông thì mình mới đặt vào cái khe kia được. Cái gầu nó vuông mà.
Đó, bác dựng nó lên cho cháu. Còn bộ cái rác riêng này thì mình sẽ gom mà thành một đống anh em nhé. Đây là cái cây kinh giới, cây để ăn đậu luôn nhé. Gom thành một đống để lát nữa xúc một xe nó sẽ riêng ra. Này thì nó có một cái bể phốt, xem nó có cái bể không hay là nó chỉ có nắp bể thôi. À, cái này là cái nắp không. Đây là cái nắp thôi chứ không phải là cái bể anh em nhá, nó là cái nắp bể. Đây là cái trụ này nó có sắt anh em. Nó khá là nóng thì mình bật cái quạt này lên. Bật cái quạt này lên và nó thổi bớt hơi nóng đi. Đây là cái gốc xả nhé. Cho ra đây đi, cho ba cái lấy lại. Đây là búi riềng. Cái búi riềng này cũng để lấy lại anh em nhé. Công tác chuẩn bị này nó cũng mất rất là nhiều thời gian đấy, nó không nhanh được. Đằng sau lại mắc cái ô tô. Mắc cái ô tô thì mình lấy được ngay. Mắc cái ô tô. Bây giờ sẽ đến lợn đánh gốc sung này. Đất ở đây nó khá là tốt. Cạnh đánh luôn cả cái gốc đinh lăng. À, gốc đinh lăng này mình không để cho nó đứt dễ. Đây cái cây đinh lăng này nhá. Cạnh cái bể cá kia thì nó cũng khá là nguy hiểm đấy, nhưng mà lát nữa thì mình sẽ ấy lại đó. Cái cây đinh lăng này nó có củ đâu. Đinh lăng rất là to mà không có củ. Bác xem cái dàn mướp này tí phá đi đấy, có lấy lại cái rào ấy không? Bờ rào này phá đi mà. Để nó gọn lên đây. Bây giờ mình sẽ đi vào trong nhé. Đây nó có một cái cây sắt. Mình đưa đây cho bác lấy cái cây sắt đó đi.
xích cao su của mình khi mà đi lên cái gọi là gạch xỉ ấy, là nó rất là hại luôn, cực kỳ là hại luôn. Cái này ra đường nhé. Okay. Cái này cho vào đây để mình kê cái kê ở cái chỗ đoạn đường lên xuống này, không có tí nữa xe ô tô là nó không đi vào đây được. Ô tô rơi cái bầu ấy xuống dưới á, rơi cái ấy hành xuống ao các bác, qua đấy cá ăn hành mệt à. Ra này thì để gọn luôn đây. Thì lúc mình vẫn bỏ đi hết thôi, nhưng mà bây giờ cứ giải ra để đi tạm. Ok, cái này cứ để đây anh em nhé. Rơi một cái ấy xuống dưới ao à, một cái giỏ hành ấy. Bây giờ mình sẽ phá cái này nhé. Riêng cái này thì mình là phải kéo để cho nó úp vào trong, không có là nó đổ sang nhà hàng xóm mất. Đó. Như vậy cho nó an toàn anh em nhé. Nhảy lên anh em nhé. Than chỗ này cho nó bằng. Mình mắc cái ben ở đằng sau. Giờ để bác kia bác ấy đi ra đã. Bây giờ đang có người ở kia là không phá được. Bác ơi, bác đi vào trong đi nhá, đừng đứng ở đấy nhá. Đứng ở đấy là nguy hiểm đấy. Đập này để cho nó rơi vào bên ngoài này các bác, rơi vào trong này.
này thì nó khá là mềm luôn. Cái gạch này thì chắc là người ta xây từ lâu rồi. Nó yếu như kiểu là dính vào đấy thôi. Mình sẽ lôi ra nhé. Rồi lôi dần dần. Chỗ này là nó rời ra này, cái vách thì vách này. Có một bức vách bên trong nữa. Có bụi thì mình sẽ quay lại. Quay lại để thổi bớt cái hơi ấy đi. Thổi bớt cái hơi bụi đi. Bởi vì cái quạt ở đằng sau mình là nó thổi rất là mạnh. Bớt nó ra đây. Cào bớt cái xỉ ra đây để đứng lên cho nó dễ anh em nhá. Thì nó lan nó mình xúc nó cũng dễ. Bức tường này sẽ cho nó ụp vào trong nha anh em nhé. Đó, nó rơi vào trong. Còn cái bức này nó sẽ cho nó đổ ra ngoài. Bởi vì là phía bên ngoài này nó không có gì cả. Nhưng ở phía trong này là nó có nhà đấy. Và mình cứ phá dần dần. Người ta làm thì lâu thôi, còn mình phá thì phút mốt rồi anh ạ. Phá những cái bức tường này đi thì nó sẽ rất là dễ để mình hạ nó xuống. Xong bây giờ ngửa nó ra ngoài. Cái này là gạch xỉ, động vào một cái nó tan ra luôn. Đấy, gạch đen đen này, vừa đen đen này. Cái này thì cái bức tường này mình cũng cho nó hạ nó thấp rồi, thấp bớt độ cao đấy, không cần cao như này nữa. Bởi vì cái này nó rất là mềm nữa. Đu nó luôn thì lát nữa mình dọn riêng nó dễ. Ok nhá. Cái này thì trèo lên một cái là nó nát bét ra thôi. Không có gì là cứng à. Những cái nhà này thì chắc là xây gạch bi này thì chắc khoảng hơn chục năm. Nhưng mà gạch bi thì nó không thể bằng gạch đỏ đấy anh em nhá. Gạch đỏ thì nó tốt hơn. Gạch đỏ thì nó là đất nung. Đất nung thì lúc nào nó cũng là tốt. Cái này thì mình sẽ dù vào.
thì sẽ mở nó ra. Đó. Ok. Bây giờ đến cái này thì mình sẽ du nó vào anh em nhé. Du nó vào để cho nó khỏi... Bụi quá. Đường sau kệ nó nhá. Bước cao kìa. Cao kìa, sau kìa. Vâng vâng. Cái bờ xanh xanh thì mình vẫn bỏ đi chứ. Xanh xanh của cái đằng sau kìa, cái này nó là ấy. À cái đấy là mình chát vào đây gì? Tiến sâu hơn nhá. Sau này mình chở hết đi thôi. Cái cơ bản là bây giờ mình hạ nó xuống thôi. Ngày xưa hình như là có một cái bể cá ở đây làm đánh bóng đàng hoàng đấy, nhưng mà bây giờ thì người ta bỏ đi rồi. Có cái mái ở phía dưới rồi. Thì người ta có bờ lô rồi, lát nữa thì người ta sẽ phá vào cho cái nhà dưới. Bị sứt vân một cái góc kia rồi. Thì cái này thì nó không đáng kể anh em nhá. Bờ lô kia vứt đầy. Khắc phục hậu quả sau. Ok. Thôi thì cái này mình phá đến đây là cũng coi như là hoàn thiện rồi, lát nữa chỉ việc xúc đi thôi. Thì video xúc thì mình sẽ làm ở một cái video riêng anh em nhá. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Cái này thì nó phá xong rồi, bây giờ mình sẽ đi để dùng nước mình tưới vào đây, cũng như là lát nữa thì mình sẽ đi đi uống nước chè đã, xong rồi là chở xe đến. Ok, cô chào mọi người nhá. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhá.